Chào mừng tất cả các em đã đến với trại huấn luyện của ngày hôm nay. Nói cho các em biết, đó chính là chúng ta sẽ huấn luyện những cái bài tập về thể lực nè, về sức dẻo, về sức khỏe đúng không? Thì ở đây các em thấy, ở đây chúng ta có những gì? Thảm. Dùng thảm. Có cỏ anh ơi, có cỏ. Ở đây chúng ta sẽ có bốn cái thảm, dùng để làm gì? Để bay nằm. Ngủ. Ngủ. Rồi, mời em vô ngủ. Yeah. Bây giờ đây là thảm tập yoga. Thì chúng ta sẽ có một thử thách nhỏ nhỏ của ngày hôm nay. Nhìn dài thử quá. Thử thách thứ nhất, siêu uốn lượn. Cả hai đội sẽ thi xếp đội hình bằng những động tác yoga. Rồi, chúng ta sẽ có 3 hiệp để thi đấu, tương ứng với lại 3 đội hình. Đội hình thứ nhất là đội hình 2 thi đấu với 2, theo là đội hình 3 thi đấu với 3, và cuối cùng là 5 thi đấu với 5. Khi mà thi đấu 2 với 2, hai thành viên của hai đội phải xếp theo đúng tư thế yoga, đồng thời kể tên các con đường ở thành phố Hồ Chí Minh mà có 2 chữ. Và đội nào giữ được tư thế yoga lâu hơn, kể được nhiều tên đường hơn thì sẽ được cộng 1 điểm. Và lưu ý, mỗi hiệp chúng ta sẽ chỉ có 3 phút. Bây giờ chúng ta sẽ tới với lại tư thế đầu tiên và hiệp đấu đầu tiên. Đây là tư thế đầu tiên. Đâu giờ đội bên này, ai sẽ là người thi đấu đầu tiên? Em với Ngân. Rồi, mời hai bạn lên. Rồi, Đông Đông với Ly Di. Rồi, mời hai bạn lên. Mọi người đã sẵn sàng chưa? Dạ, sẵn sàng. Khi mà các bạn đọc tên đường thì ban tổ chức sẽ là người ghi nhận lại những cái đáp án của các bạn. Anh đếm 3, 1, bắt đầu, lên bấm giờ là vô tư thế nha. 3, 2, 1, bắt đầu. Đúng rồi, đúng rồi. Cái này chưa có chạm nè, tay chưa có chạm vô. Ừ, đó. Kỳ Đông. Bên này. Cao Thắng. Cao Thắng. Nguyễn Đại. Nguyễn Du. Bên này. Lê Lai. Bên này. Hoàng Sa. Lê Lợi. Trương Sa. Cao Thắng. Cao Thắng có rồi. Cao Thắng rồi. Trương Vinh. Rồi. Nguyễn Hồng. Trương Sơn. Khánh Khánh Hội. Lê Dũng. Khánh Hội. Lê Dũng. Lê Dũng. Đúng à. Bà Triệu. Ở Vĩnh Hội. Văn Trung. Cái gì? Văn Trung. Làm cái đường nào đường Văn Trung? Đường nhà nó. Nhà nó. Ủa có hả? Không có gì nhá, đứng lùi ra. Đứng lùi ra. Sai tư thế nè, chân cao lên. 3. Ổn định. Không có nhắc nha, đứng lùi ra ngoài kia luôn. Sai tư thế nè. Đường Quang Trung. Quang Trung bên này. Nguyễn Huệ. Nguyễn Huệ. Bên này. Đường Master. Nguyễn Hiền. Đường Thượng Hiền. Gì? Làm cái đường Thượng Hiền. Nguyễn Thượng Hiền nhưng có đường Thượng Hiền. Sau khi mà thử thách thứ nhất, hiệp đấu thứ nhất, coi như là đội Thiên Thần được cộng 1 điểm. Yeah! Yeah! Bây giờ chúng ta sẽ tới hiệp đấu thứ hai. Chúng ta sẽ có một đội hình 3 người thi đấu, chúng ta sẽ cùng nhậm chanh. 3 người đó sẽ nhậm chanh và anh sẽ truyền đạt cho các bạn một câu văn ngắn. Và các bạn có nhiệm vụ là phải đọc lại cho hai thành viên còn lại đứng ở ngoài hiểu được câu văn đó và thuật lại đúng như vậy. Ưu tiên đội thắng chứ. Đây là hình ảnh của tư thế trong hiệp đấu thứ hai. Rồi, hai đội đã rõ chưa? Anh em siêu nhân. Ok. Rồi, mời các em tự nhậm chanh vào. Thua thế. Có 2 phút để truyền đạt cho đồng đội của mình. Bắt đầu. Cổ lên, cổ lên, cổ lên. Mấy người đều phải ngầm tránh vẫn. Rồi, truyền đạt đi. 2 phút bắt đầu. Gạo ngót phan thường. Gạo bên kia kìa. Gạo có. Ai vậy hả? Hèo ơi, cái mặt kìa. Cam thường thớ đổi đường hay. Đạo thì đạo nghĩa. Đạo nghĩa cam thường. Ủa, can. Can trường. Can thường. Can trường. Can đổi đường hay. Can trường. Can trường. Can trường. Can trường. Hai trái cam. Hai trái cam đi xin. Hai trái cam. Cam thường. Nghĩa ca thường tớ đổi đừng thay. Ê bảy giờ đó là ngân dân gạo. Ủa có đứa hả? Còn dài lắm. Ờ chị nhớ đâu cho. Đạo nghĩa ca thường. Tớ đổi đừng thay. Đạo nghĩa ca chanh. Đổi đừng thay. Đổi đừng thay. Đổi đừng thay. Đổi đừng thay.
rớt rớt. Con xin chia buồn cùng các bạn. Lại lên lại. Hãy nhớ con trò cuối cùng nha. Rồi bây giờ mời hai thành viên đứng được truyền đạt. Mình sẽ đọc câu trả lời. Cái gì mà can thường? Còn đây là câu trả lời của Đông Đông và Lizzie. Rồi sau đó quên luôn. Nói xong câu đó quên. Tại đáng lẽ là nhớ rồi nhưng mình nói xong câu đó là quên luôn. Đạo nghĩa can thường, chớ đổi đừng thay. Ôi, dẫu có làm nên danh vọng, rủi có ăn mày cũng làm theo. Hành heo, là hành heo. Mém đúng. Yeah, dẫu yeah, có yeah. Làm nên danh vọng, rủi có ăn mày, ta cũng theo nhau. Các bạn có 30 giây ghi nhớ bắt đầu. À, con này dễ nè. Mỗi người một câu nha. Bỏ chanh lên miệng nha lên. 5 4 trời đếm trời trời. 3 4 quyền câu nha. 2 1 bắt đầu. Ok rồi. Cố lên, cố lên. Cô muối 3 năm, muối hải còn mặn. Muối 3 năm, muối hải còn mặn. Muối hải còn mặn. Ngừng tứ hải. Muối còn biết. Ngừng 2 trái cam. 2 trái cam đi rồi. Rồi, xong chưa? Dạ. Rồi, mời các bạn xuống. Sau đây là câu trả lời của Nunu và Việt Ngân. Dạ. 2, 3 Mùi hát năm hồi. Mùi hãy còn mặn. Gừng chín tháng, gừng hãy còn cay. Đúng, yes. Đúng, đúng. Chính xác. Yeah. Yeah. Một điểm thuộc về đội ác quỷ. Và ở vòng 3 này thì các bạn khi mà làm đội hình 5 người thì chúng ta sẽ cùng nhau thi nói chữ. Chữ phải có nghĩa. Được chưa? Đây là đội hình của vòng đấu thứ 3. À. Biết rồi. Ok. Hai đội dàn đội hình. Hai phút bắt đầu. Và chữ đầu tiên đó là chữ hoa. Mời đội ác quỷ trước. Hoa hồng. Hồng nhung. Nhung nhựa. Lụa là gì? Lụa là. Là ối. Không nhớ mà. Là gì? Áo. Áo quần. Áo quần. Quần đùi. Đùi. Đùi ếch. Đùi ếch. Ếch con. Ếch ộp. Ộp ba. Ộp ba. Có chữ ộp ba trong tiếng Việt. No, nó quy định tiếng Việt đâu. Không có chữ ộp ba trong tiếng Việt. Ộp ba cắn ngắn xoài. Ộp. Ộp gì chơi. Ộp gì chơi. Mà mà. Ủa, chưa, chưa đọc được. Ốp ít. Làm một cái chữ ốp ít. Mười. Ốp la. Ốp 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 la. Ốp la có. Ốp la. Ốp la. Rồi la. Ốp la. Ốp la. La làng. Làng xóm. Làng xóm xóm. Xóm chiếu. Chiếu. Chiếu thua. Sao gì? Quá đầy quá các bạn ơi. Sông cả. Sông cả. Cả nha. Nhà gì? Nhà nước. Nước gì? Bị lật lại rồi. Ngủ đây trời ơi. Ngủ đây trời ơi. Hết giờ. Lên cờ. Lên cờ đúng không nè. Sau khi vòng 3 kết thúc thì theo nhận định của trọng tài là cả hai đội đang bất phân thắng bại. Không hề ai. Đó. Có đội thắng rồi mọi người ơi. Chúng ta sẽ có thêm một hiệp phụ. Là giờ chúng ta sẽ đại diện ba người ra thi đấu ba ván quýnh tù xì. Đội nào thắng hai là đội đó thắng. Mời hai đội cử ba thành viên đại diện lên. Thôi chị đẹp. Ba thắng ba là thi đấu. Chết với mình nha. Ông bỏ thắng hai là thắng. Ba. Hiểu không? Hiểu không? Hai. Một. Một. Ba. Cố lên em ơi. Hai. Kéo rồi, kéo rồi. Một thấy đôi chị thấy không? Giờ muốn quyết định lúc nào cũng là em với quyết định rồi hả chị? Ai cũng phải chơi là em. Đây, rồi, chuẩn sàng chưa? Em, cái gì trời? Ba, hai, một. Và ở thử thách thứ nhất thì đội ác quỷ chiếm lợi thế là 2-1. Yeah.
Bây giờ chúng ta sẽ tới với thử thách thứ hai. Và thử thách thứ hai này chúng ta sẽ có hai nhiệm vụ. Bây giờ anh sẽ đọc nhiệm vụ đầu tiên. Các thành viên của hai đội sẽ được đánh số thứ tự từ 1 cho tới 5. Ở giữa đội chúng ta sẽ có một cái thảm và nhiệm vụ, và có rất là nhiều tờ giấy note ở trên đó. Và nhiệm vụ của các bạn, ở đầu số 1 thì hai số 1 sẽ lên lăn ở trên cái thảm này, lăn trong vòng 30 giây. Đó, thì sau khi 30 giây ra, và đội nào mà lăn được nhiều cái giấy note hơn sẽ được cộng 1 điểm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ pick số, chọn số theo thứ tự luôn đúng không? 1, 2, 3, 4, 5 đúng không? Bên này cũng vậy đúng không? 1, 2, 3, 4, 5. Rồi, mọi người sẵn sàng chưa? Bắt đầu nha. Sẵn sàng. Số 4. Số 4 nè. Không được lấy tay nha, đội nào lấy tay là thua nha. Đừng có lăn qua bên em nữa. Rồi. Được cả. Lăn rồi, lăn. Quay đều quay. Rồi, hết 30 giây, đứng lên. Đứng lên kìa, đứng lên, đứng lên. Nó kẹp kìa. Ủa, không có gì hết vậy? Số 1. Kẹp một nắp đúng không? Mình kẹp hai. Trời. Không dùng tay nha. Không là dùng tay. Đông đông ăn nghe nè. Trò chơi này giúp cho nhớ chúng ta tình thương bánh thương thôi. Số 5. Hãy lấy diện tích nào. Đúng rồi, đẩy ra. Chơi cái gì? Rồi hết giờ. Hết giờ rồi. Lên lên lên. Kè rớt cái là kè đụng lên rồi. Tiếp theo là số 3. Nách kẹp với nách chị ơi. Nách ơi, ngay cái chỗ chị đó. Không được dùng tay nha. Không được lấy tay không nha. Các bạn đứng lên, không có trợ giúp, đi ra. Đứng lên đàng hoàng, hết giờ rồi. Mời hai thành viên cuối cùng, vô. Rồi. Chị ơi, tay với mỏ luôn chị ơi. Gai cục súng rồi. Già yếu rồi. Chơi Mira sao vậy? Chơi làm cái gì Mira? Chỉ vì một trò chơi thôi hả Mira? Ôi, cầm trên tay như thế kìa. Ủa rồi Mira anh nằm ngủ luôn. Kẹp ngay chân rồi sao? Đứng dậy Mira, đứng dậy đi, đứng dậy. Đứng dậy. Hay lắm. Đứng dậy. Ta sẽ cùng nhau tổng kết lại số giấy note mà các bạn có được. Rồi đếm đi, tổng cộng bao nhiêu tờ giấy note? 1 2 3 4 5 6 13 Rồi Thiên Thần có 50 phiếu. 8. Còn các em? 8 11 5 19 với 5 là 24. Dạ. Vậy là kết quả ra rõ. Đội Thiên Thần có 50 phiếu. Yeah, thua rồi. Và nhiệm vụ này thì tạm thời đội Thiên Thần đang dẫn trước 1-0. Đó là quay bên kia này. Yes. Và tiếp theo chúng ta sẽ có nhiệm vụ thứ hai trong thử thách thứ hai. Đó chính là các bạn sẽ tự dán giấy note cho nhau. Đội ác quỷ sẽ dán cho đội thiên thần và ngược lại. Đó, và chúng ta sẽ cùng nhau nhảy một bài nhạc. Và khi mà đội nào rớt được nhiều số giấy note hơn thì đội đó chiến thắng. Chúng ta sẽ có 30 giây để chuẩn bị dán cho nhau. 30 giây bắt đầu. Dạ. Lại là chị. Dạ, lại là chị á. Ôi. Dán kỳ trời. Không dính chị ơi. Cái bịch của mình. Cái này nó không dính chị ơi. Con bé. Rồi, hết giờ. Hết giờ. Trở về vị trí. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ có một đoạn nhạc khoảng 1 phút để chúng ta nhảy. Nhưng mà khi nhảy là các bạn không được phải nhảy cả từng vậy đâu. Mà nhảy chúng ta sẽ đứng yên như vậy. Chỉ được uốn éo và lắc léo cái người của mình thôi. Rồi, mọi người rõ chưa? Dạ, vâng. Rồi, bài nhạc bắt đầu. Không được nhúng nhích chân. Ủa, không được nhúng nhích chân. Em hất chưa? Không được nhúng nhích chân nha. Em hất chưa?
9 10 11 12 13 14. Rồi, một bên là 8, một bên là 16. Đúng rồi. Đó. 8 à. Giỏi lắm. 8 rồi đó, em còn giữ được nhiều quá. Đúng rồi. Ủa chưa biết luôn, chưa biết luôn. Thiệt anh ơi. Chúc mừng đội kỹ thuật nha. Yeah. Và bây giờ anh sẽ tổng kết lại điểm của cả hai thử thách của hai đội. Thì sau khi hai thử thách thì đội ác quỷ tạm dẫn ác quỷ trước mà mặc như thiên thần. Đội thiên thần một điểm. Dẫn trước một điểm với tỷ số là 4-3.